Vừa qua tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức lễ trao giải cuộc thi sáng tạo logo về tiết kiệm điện. Cuộc thi do Bộ Công Thương phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và Ngân hàng Thế giới VKB tổ chức. Sau gần 2 tháng triển khai, cuộc thi đã nhận được 699 tác phẩm dự thi từ 408 tác giả là các chuyên gia thiết kế, kiến trúc sư, họa sĩ, đơn vị thiết kế, sinh viên các trường thiết kế đồ họa, mỹ thuật, các cá nhân ở nhiều độ tuổi khắp 3 miền Bắc Trung Nam. Đặc biệt, cuộc thi còn thu hút sự tham gia của các tác giả không chuyên là người Việt sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Giải nhất cuộc thi đã được trao cho tác giả có thiết kế logo kèm slogan "Tiết kiệm điện thành thói quen". Cuộc thi là hoạt động nhằm tuyên truyền, phổ biến chỉ thị 20 CTTG ngày 7 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025, đồng thời cũng nằm trong khuôn khổ các hoạt động truyền thông, triển khai chương trình quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030. Mục đích của cuộc thi là tìm kiếm các biểu tượng và khẩu hiệu độc đáo, sáng tạo, thể hiện tầm quan trọng của việc thực hiện tiết kiệm điện đối với phát triển kinh tế xã hội của đất nước.